sắp chín nữa. Góc chỗ này thì trước là không có mấy cái tường, không có mấy nhà để quay cái cảnh chỗ này, cái panorama chỗ này cũng đẹp. Bây giờ người ta cắt nhà cắt gì, người ta cắt nhà lên nhìn hết đẹp rồi. Chiều tối góc ngay ngã tư này bà con mua bán đông. Hôm nay vô mùng 7 không biết còn ai mua bán không chứ. Chơi hốt kéo ế kéo cha hả? Tên ai vậy? Tên á? Ồ, tiếng thú quá. Khi chôm chôm mơ phù mơ sọc một lê nha nè. Khi chôm nhóm ca trang bị tao hôn bạch sợ sẵn. Mà? Ồ, hai lao đoàn nhóm bạch khen dư giang hết lao nhóm chư tiết. Chư ấy? Dạ, lao chiếm mơ miên ta vô tháng năm kia đấy. Dạ. À, này kéo. Kéo em ấy. Ờ, biếm lê nhờ phai mót đấy nè. Và hai tới bấy nhiêu gì? Ở thì tôi đang chuẩn bị vô mùa xoài rồi. Đi đâu cũng thấy mấy cây xoài nó chỗ bông đầy đầy cây hết. Ở
ở vùng này người ta trồng xoài nhiều lắm.
Về tới nhà trọ Vĩnh Phước rồi. Cái trang này đẹp không? Bỏ bê nó sau hè mấy năm trời, gần cái chục năm. Đem nó ra đây nó trổ bông quá trời luôn nè. Đủ thứ bông hết. Có bông ly nữa nè. Ít hôm nữa nó ra bông ở đây rồi, đỏ cây ở đây luôn. Cái này cũng bông không rồi nè, ở đây cũng bông không rồi nè. Ở đây thì nó nở rồi nè, nở nguyên chùm ở đây nè. Cái đảo mai nè.